Chào các em, hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em làm một cái trang pricing page bằng React. Thì cái pricing page có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái trang mà mình kiểu liệt kê ra các cái gói cước, các cái gói dịch vụ mà tùy thuộc vào cái gói mình chọn thì các cái tính năng nó sẽ khác nhau. Vậy thì chúng ta thử chạy xem cái ứng dụng của kết quả của chúng ta sẽ như nào đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chúng ta mở cái terminal ra. Cái này là cô code sẵn rồi và cô mở ra để cho các em biết là ứng dụng của chúng ta sẽ chạy như thế nào thôi. Đấy. NPM start này. Ok. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ thấy ở đây nhá. Thì chúng ta sẽ làm một cái trang web như thế này và chúng ta đang làm bằng React. Đấy, thì cái React nó ứng dụng gì vào đây? Nó sẽ là phát triển các component. Cô đã hướng dẫn các em là tạo ra cái bài là avatar để hiển hiển thị ra danh sách list các user, và mỗi một cái user thì đều có ví dụ như là có ảnh này, rồi có tên này, thì mỗi một cái phần đấy là component. Thế thì tương tự như thế, chúng ta áp dụng cái tư duy đó vào trong bài này, có nghĩa là gì? Mỗi một cái bảng giá này của chúng ta phải phát triển thành một component, và chúng ta cứ thêm bảng giá thì nó lại thêm component vào đây. Thì khi áp dụng được tư duy như thế thì các em có thể làm được một cái trang, ví dụ như trang danh sách các sản phẩm, và mỗi một cái sản phẩm hiển thị các em ví dụ có tên này, có bảng có giá sản phẩm này, rồi có chú thích này, rồi có rating này, thì nó đều có thể phát triển thành component được nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem chúng ta làm bài bài này thì sẽ như thế nào. Thì đầu tiên này, để có được style này thì các em sẽ vào là file index.html ở trong folder public. Đấy, có nghĩa là còn cái việc mà tạo React như nào thì cô đã hướng dẫn các em trước rồi nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ không quay không 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 hướng dẫn quay trở lại cái hướng dẫn là tạo React nữa. Thì bây giờ cô chỉ hướng dẫn các em bắt đầu từ cái việc là chúng ta có project rồi thì chúng ta làm thế nào. Thì đầu tiên là các em vào cho cô cái trang là index.html. Nếu các em không biết index.html ở đâu thì các em mở cái folder public ra, các em vào index.html, và trong file này nếu mà các em muốn sử dụng Bootstrap này rồi JavaScript này thì các em link từ file này nhé. Và thì các em, sorry, không phải link từ file này mà các em đặt link tới Bootstrap hay là CSS hay là cái file JS ở trong đây. Ví dụ ở đây cô link tới Bootstrap này vì cô chút nữa cô sẽ sử dụng các cái CSS của Bootstrap. Đấy, sau đó nữa thì nếu mà mình muốn thêm các hiệu ứng của Bootstrap thì mình có thể sử dụng cái file JS đây nhá. Ok, như vậy là bước 1 này, chúng ta sẽ vào HTML để chúng ta đặt link tới các cái file thư viện CSS và JS tương ứng. Sau đó nếu mà các em muốn code thêm file CSS thì chúng ta sẽ vào đây. Đấy, chúng ta code thêm CSS vào đây thì cô scroll cho nó chậm một chút xíu nhá. Đấy, CSS này, đây là cái bài của user profile, code của CSS của user profile. Đấy, còn đây là các cái phần là dành cho danh sách của khách hàng, customer list đây, disable, những cái này chút nữa chúng ta sẽ xem nhá. Bây giờ cô đi chậm lại để cho các em xem này. Ok, giờ chúng ta sẽ mở nhỏ lại nha. Đây CSS nha, các cái card body hover rồi before rồi card body này, tức là những cái này để chúng ta ví dụ thay đổi màu sắc khi mà tính năng bị disable này. Đấy, hoặc là thay đổi màu đấy, khi mà các cái favorite icon này có này. Ở đó rồi nhá. Thì chúng ta sẽ xem các cái CSS ở đây. Đó, có nghĩa là nếu mà chúng ta viết thêm CSS cho ứng dụng thì các em viết vào app.css. Bên cạnh đó mình sử dụng các cái folder và các cái CSS có sẵn, ví dụ như của Bootstrap hoặc các cái thư viện khác nếu mà các em muốn nha. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Đấy, card này, rồi này, after này, sau khi di chuyển qua này, hover này. Đấy, rồi hover after này, rồi các cái nút này. Đấy. Rồi chúng ta có một cái danh sách list ở đây này. Đấy, rồi khi mà cái list disable này. Đấy. Rồi là icon này, disable và future icon disable này, cả body này, hover này. Ok. Như vậy là bước thứ một là vào file index.css. Bước thứ hai là index.html, bước thứ hai là các em viết thêm CSS giúp cô. Đấy. Thế thì về sau nếu mà mình gọi đến cái component nào thì vẫn giống như bình thường thôi, chúng ta vào my app và chúng ta gọi component, ví dụ trong trường hợp này cô gọi pricing page nhá. Thì còn hôm trước cái bài profile của mình nếu mà mình gọi ra thì nó cũng sẽ hiển thị ra thôi. Đấy, thì ví dụ cô refresh lại này. Đây. Cái pricing page này hiện tại cô đang để một một đồng chí thôi. Đây là bài cái profile. Còn ví dụ user list này, thì nó là nhiều. Đây. Cái bài này hôm trước cô đã ví dụ cho các em rồi đúng không? Thì cô đang muốn nhắc lại là thế thì cái tư duy của cái việc là chúng ta phát triển các component ấy thì từ cái bài này cho tới bài này là giống hệt nhau, thì có nghĩa là mỗi gói cước này là một component đúng không? Thế đấy, mỗi user cũng là một component nhé. Ok, bây giờ cô để trang chủ của chúng ta nó gọi là dễ theo dõi thì cô sẽ
bỏ đi nhá, bỏ đi cái price user list vừa rồi. Rồi, và user list thì cô đã gửi cho các em và đã hướng dẫn rồi. Đó, thì bây giờ nhá, chúng ta là vậy là khi nào mà chúng ta viết xong cái pricing app này, page này thì chúng ta vào app chúng ta gọi là xong. Vậy đi, cái pricing page này là danh sách các cái giá, nhưng mà trước khi có danh sách chúng ta phải biết từng component của nó. Thế thì giống như cái bài user hôm trước cô hướng dẫn các em ấy, thì user đây nó cũng viết từng component một, trong từng component nó có tên, có name này, pic có nghĩa là tên và đường dẫn ảnh. Đấy, hiển thị nguồn SRC là chỉ dị những nguồn ảnh, thì đây là pic là chứa đường dẫn ảnh. Under text là nếu mà ảnh bị lỗi thì hiển thị ra cái thông báo chữ, trong trường hợp này chữ chính là cái tên. Đấy, ngoài ra nữa thì cái tên cũng hiển thị ở đây. Đấy nhá, đấy là cái bài user list. Đây, thì trong cái tên đây, rồi pick đây. Đó, rồi ok. Sau đó class trong cái list của mình là user map, nó sẽ duyệt qua mỗi phần tử đây là user, và trong mỗi cái khối user này, user có nghĩa là nó sẽ gọi đến cái gì? Nó gọi đến cái phần component user, đây là một function và nó truyền vào hai tham số tên với cả đường dẫn ảnh, name với cả pic. Thì đây cũng thế thôi. User.name có nghĩa là nó duyệt qua danh sách này, nó gọi đến từng cái tên một. Đấy, từng cái tên một và nó truyền vào đây. Sau đó còn pic bằng user.pic có nghĩa là nó cũng sẽ di chuyển qua từng cái tên một và nó gọi vào đây. Đấy, ok nha. Rồi, thế như vậy là chúng ta đã có user. Thì cô hơi lăn tăn một chút cho nên cô giải thích lại cái bài user list hôm trước, thì đấy là lý do tại làm sao các em sinh ra được cái list ở đây rồi, đúng không? Như vậy là mình có ảnh này và có tên này. Thế thì ảnh ở đâu ra? Thì ảnh chính là trong cái phần là list của chúng ta thôi. User list đây, đường dẫn ảnh đây, đúng không? Đấy, còn đây là gì? Còn tên, đúng không? Thế thì mỗi phần hiển thị nó như nào, vị trí hiển thị ra sao, từng component một như nào thì nó hiển thị ở đây. Ví dụ hello chẳng hạn, đúng không? Cô thêm dấu chấm vào nhá. Và cô đây ra thêm dấu phẩy mất rồi. Chấm 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 vào đây. Thì các em nhìn thấy bên camera này, thấy vừa rồi là cô chưa lưu à, bây giờ cô lưu cái dấu phẩy này. Ok, đó thì bên camera này nó hiển thị đây đúng không, bây giờ cô xóa đi nhá. Thì có nghĩa là mỗi lần các em viết code thì các em chỉ cần lưu lại thôi, nếu mà các em chưa lưu, các em để ý cái góc này nó luôn luôn là dấu hình tròn nhá. Đấy, dấu hình tròn chấm tròn ở đấy. Rồi bây giờ chúng ta lưu lại này, thì mọi thứ đã trở về như cũ. Ok, các em đã rõ chưa? Vậy là cái component là như thế đúng không? Thế thì tiếp tục cái bài đó, chúng ta sang cái plain component này như thế đấy, thì chúng ta sẽ thấy là à, cái bạn này này thì bạn ấy có sẽ nhiều tính năng hơn. Thế thôi, thì nhiều tính năng hơn có nghĩa như nào? Bây giờ thay vì chỉ có tên với ảnh ở đây thì chúng ta sẽ có các cái việc là gói cước này, rồi tên gói cước là loại gì này, rồi các cái tính năng future này, và từng trong cái future một thì mình có thể là cho phép hoặc disable đi. Đấy, cô lấy ví dụ thế nhá, để người ta dễ dàng so sánh các gói cước. Ví dụ future 1, 2, 3 là future ABC, tính năng này là disable chẳng hạn. Đó, ví dụ thế này nhá. Thế làm sao làm được như thế này? Thì bây giờ chúng ta cấu trúc dữ liệu nó phải phức tạp hơn. Thế mà trước trước khi đến cái phần cấu trúc dữ liệu đấy, thì chúng ta sẽ xem là chúng ta cần truyền vào tên này, rồi description này, future và price. Thì trong mỗi cái phần này thì chúng ta sẽ hình dung ra được là mỗi một cái gói dịch vụ đấy thì có tên này, rồi có mô tả này, rồi có giá này, rồi các cái tính năng, danh sách các cái tính năng, và tính năng này hiện là không cho phép disable fails. Đấy, còn nghĩa là nếu mà disable fail có nghĩa là cho phép. Ví dụ các em lấy future 1 nhé, disable fail có nghĩa, disable có nghĩa là không cho phép, mà bằng fail có nghĩa là phủ định của phủ định, có nghĩa là khẳng định thôi. Thì tóm lại là nếu mà disable bằng fail đấy, thì cái chỗ này là tính năng được sử dụng tích xanh. Còn nếu mà disable bằng true thì nó sẽ là cái dấu gạch ngang, à, cái gạch chéo này, cross, thể hiện là mình cũng không sử dụng được. Ok các em đã rõ chưa? Vậy là nha, chúng ta thấy là phân tích ra thì chúng ta thấy là à, đây có tên này, rồi có giá này, đấy, rồi có description này và các tính năng. Và các tính năng này thì mỗi một cái tính năng ấy nó lại có hai thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là gì? Tên với cả gì? Với cả gì nhỉ? Các em, disable các em nhá. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có cấu trúc dữ liệu như sau. Đây, tên này, mô tả này, thì bao giờ cũng có key với cả value. Key có nghĩa là tên thuộc tính, giá trị của nó, còn value là giá trị của cái thuộc tính đấy. Tức là tên của thuộc tính là gì? Tên của thuộc tính là description. Giá trị của nó đây chính là giá trị cụ thể của nó. Như vậy, mỗi một cái object trong này đều có tên, plan name này, rồi description này, price này, future này. Trong future thì chúng ta có text và chúng ta có disable. Thì đây là text này, đây là disable, true or false. Đấy. Em đã rõ chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Như vậy tóm lại là nếu mà các em muốn thêm các thuộc tính, chúng ta có thể add thêm ở đây. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có một cái danh sách constant pricing list có cấu trúc dữ liệu như thế này. Và để thể triển khai cấu trúc dữ liệu đấy thì chúng ta trong vào trong cái phần là plain card đây nha.
Ok, chúng ta có plan card này, chúng ta sẽ có một cái div. Cái div này chúng ta sẽ dùng để có một cái khung chứa, đúng không nhỉ? Chỗ này có CSS rồi, các cái CSS thì các em tham khảo thêm nhé. Cái CSS có cái sử dụng của Bootstrap, còn có cái sẽ gọi đến trong app.cs thì các em thêm xem thêm nhá. Ok, thì đây là cái tiêu đề này. Plan name, tiêu đề có nghĩa là chúng ta phát triển một component là plan card. Trong cái component này thì chúng ta có tên, có description, có future và có price. Nhớ là future này chúng ta lại đưa ra một danh sách. Thế thì trong danh sách đấy thì chúng ta lại mỗi một phần tử chúng ta khoa được tính, đó là text với cả display, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy nhá. Khi mà tên đưa vào nó được hiển thị ở đây, khi mà giá đưa vào được hiển thị ở đây, dấu đô la chúng ta để mặc định, đúng không nhỉ? Đây giá đây. Đấy, sau đó nữa là chúng ta duyệt qua danh sách. Thì giống như thế này này, chúng ta có danh sách đây, chúng ta phải duyệt qua danh sách nhá. Duyệt qua danh sách đây chúng ta có là future map. Đấy, từng cái future một thì chúng ta lấy ra cái key index của nó để phân biệt là cái index là bao nhiêu, cái phân tử thì bao nhiêu thôi. Đấy, là giống như kiểu cái khóa chính ấy. Nói chung là chỉ mục hoặc là chỉ định, à không, không phải là chỉ định mà là chỉ mục hoặc là cái index thôi, giống như cái index trong mảng thôi. Từ khóa chính xác đây là index nhá. Thì nó sẽ biết là cái phần tử này là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng. Sau đó future này có nghĩa là đi qua từng future một, các em nhìn thấy là future.disable này, có nghĩa là nó kiểm tra nếu mà future là disable bằng true đấy thì nó sẽ gọi đến cái CSS của nó là disable. Còn nếu mà đây tương tự như thế, future disable bằng true thì gọi đến cái CSS của disable. Thì cái đoạn này dùng để làm gì? Cái đoạn này để nó quyết định là cái style của LI này nó là gì. Nếu mà là style của LI đây là future nhá, disable các em nhìn này, inspect nhá. Đây các em sẽ thấy là future đây này. Cái bạn này disable đây nhá, cô lấy này. Đây, inspect bạn này ra nhá, inspect future pa đúng không? Disable đây. Đó. Future pa man này. LULLI đây nhá các em nhá. LI đây future 1 đúng không? Các em sẽ nhìn thấy class của nó này. Class là future icon này. Đấy. Cái này là có future icon đúng không? Chúng ta thấy cái dưới này, các em nhìn nhá. Cái trên ấy nó chỉ đến customer list item đúng không? Thế thì cái bạn số 3 này. Đấy. Future số 3 thì khác gì với future 1 hay là future 2? Future số 3 thì nó sẽ thêm được cái cross là disable đây, tức là nó thêm cái future icon là disable. Còn cái future 1 ấy nó là cái future icon của nó là gì? Là dấu gạch. Đấy, dấu gạch nha. Như vậy nó khác nhau ở đoạn này đúng không? Và làm sao nó khác nhau như thế được? Thì chúng ta thêm CSS cho nó. Nếu mà muốn cái dấu này chúng ta thêm là đây là disable. Ngoài ra nữa cái chữ này mà mình muốn mờ đi ấy, thì mình cũng phải thêm cái style disable đây. Còn cái style disable này làm sao nó mờ đi được thì nó là vấn đề của CSS chứ không phải vấn đề của React. Thì cô chỉ nhấn mạnh rằng nếu mà phụ thuộc vào các cái giá trị khác nhau của cái thuộc tính là future.disable, nếu mà là true thì cái true ở đâu, khi cái true này khi mình truyền đây này, nếu mà true or false, ví dụ nhá, cô thay đổi bạn này là true nữa này, các em nhìn cho cô nhá, future một cô thay đổi bằng true thì style nó thay đổi theo đấy, các em nhìn thấy chưa? Bây giờ chúng ta trả lại bạn này là false đấy, có nghĩa là không bị disable, không bị disable, không bị disable thì nó sẽ như này thôi. Và làm sao làm được đoạn như thế thì ở trong cái plan card này chúng ta có sử dụng đấy, cái mệnh đề điều kiện đây một chút xíu thôi, ternary. Nếu future disable, đoạn này có nghĩa là nếu giá trị để bằng true thì chúng ta sẽ viết thêm class là disable đây. Còn nếu là fail thì chúng ta chỉ viết thêm một cái dấu ngoặc như bình thường thôi. Đấy, còn nếu mà viết cái dấu nháy đóng vào, còn không, tức là tóm lại là không có gì cả. Đây các em nhìn nhá, disable này. Còn nếu mà là fail thì chỗ này là cái khoảng trống. Đấy, tương tự như vậy, future icon. Thì nếu mà trong trường hợp cái thuộc tính disable là true thì sẽ có thêm một class là disable. Thì nói tóm gọn lại là nếu mà cái giá trị này là true đấy, thì chúng ta sẽ thay đổi thêm cái class là disable vào đây đấy, thêm class disable vào đây đấy. Còn nếu mà không thì chúng ta không thêm class disable. Và đấy là lý do tại làm sao mà có những cái cách hiển thị khác nhau dành cho những cái loại disable và true false. Thì cái này ở trong cái bài practice của các em đã có rồi đúng không? Rồi nhá. Thế sau đó chúng ta hiển thị text ở đây thôi. Thì nếu mà cô bỏ cái dòng này đi, cô chú thích dòng này lại chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không có hiển thị text đây nữa, nó chỉ có disable đây thôi đúng không? Đó, các em nhìn thấy chưa? Cô bỏ chú thích này ra thì nó lại chạy ok rồi nhá. Đấy là disable được chưa nhỉ? Rồi, small description tức là cái chú thích ở phía dưới này là nó hiển thị đoạn này này. Ở phía dưới cái small description đây các em thấy bị trống đây đúng không? Đó, thế thì bây giờ mình bỏ cái chú thích này ra thôi. Đấy. Rồi nhá, cái description hiển thị đây. Như vậy là cái plan card này là cho phép chúng ta hiển thị từng cái thành phần. Có nghĩa là
Cách thành phần này được lặp lại bao nhiêu lần? Chúng ta có 1, 2, 3 gói cước, 5 gói cước, 50 gói cước. Tương tự như vậy, chúng ta có 1 sản phẩm, 2 sản phẩm, 3 sản phẩm, hay chúng ta có 50 sản phẩm, 1.000 sản phẩm, thì chúng ta cũng có thể thể hiện được bằng React Component hoặc là bằng Component. Cái tư duy Component có nghĩa là chúng ta thiết kế cho một thành phần và sau đó làm sao? Sau đó chúng ta có thể reuse, là chúng ta chỉ cần chuyển cấu trúc dữ liệu vào, chúng ta sử dụng cái template thành phần để chúng ta có thể sử dụng được. Đấy nhá. Thì bây giờ cô sẽ trình bày lại về cái phần này nhá. Đây, plain card chúng ta chuyển tên, description, future, price. Và trong cái return này chúng ta trả về div, có CSS gọi đến bootstrap hoặc là cái file định nghĩa trong CSS. Và liên quan đến cấu trúc dữ liệu thì các em xem ở bên này. Được chưa nhỉ? Cô đã trình bày cấu trúc dữ liệu bên này rồi đúng không? Đó, rồi. Thì sau đó là chúng ta nhớ là chúng ta thêm các cái nút, có đoạn dưới chúng ta thêm cái nút button select thôi. Và chúng ta xem chọn gói cước nào. Đấy, nha. Như vậy là trong phần này chúng ta sẽ trả về hai cái div. Một cái div chính, một cái div tổng. Đấy, và hai cái div con. Đấy, đương nhiên trong cái div con này cũng còn nhiều cái div con nữa, nhưng đại khái là cái div tổng là như này, sau đó một cái khối để chứa thông tin về gói cước và một cái nút select là cái một div nữa. Còn lại trong thêm thông tin về gói cước chính là cái đoạn mà chúng ta thay đổi này. Đấy, div card body này, card body này. Đó. Thưa tên ở đây, giá ở đây. Xong rồi duyệt qua cái future map này, có nghĩa là mình lấy danh sách các cái futures ở bên này. Đấy, tên là gì? Bên này tên là gì thì bên này các em gọi đúng như thế, future map cũng như qua từng phần tử một. Đây là đặt là future, từ dưới này các em cũng gọi là future. Và disable hay là name là future disable này, rồi future text thì nó phụ thuộc vào cái kiểu dữ liệu ở đây nhá. Đấy, các em rõ chưa? Đấy, như vậy chúng ta có component này. Sau đó chúng ta sau khi mà triển khai component xong thì chúng ta sẽ thấy là à đây, chúng ta có danh sách này, pricing list. Các em có thể tạo các cái file này trước. Sau đó các em tạo cái constant này trước. Đấy nhá, constant này, plans này. Đấy, pricing list là chúng ta sẽ tạo ra một cái component. Component này thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái danh sách các cái gói cước đúng không? Đấy, danh sách gói cước thì mỗi gói cước các em cho một ô một dấu ngoặc là một đối tượng. Trong này chúng ta có key value, và nếu mà trong một cái này chúng ta lại có thêm danh sách con nữa thì chúng ta cứ đưa vào thôi. Chúng ta đưa tên danh sách vào và chúng ta lại thêm các cặp, mỗi một item, mỗi một phần tử các em thêm dấu ngoặc tròn và ngoặc nhọn vào giúp cô, mà mỗi một phần tử cách nhau bởi dấu phẩy. Thế thôi nhá. Thì đây là cô scroll slow motion chậm qua các cái phần tử này. Đó, đây ba gói cước của chúng ta đúng không? Sau đó để hiển thị phần tử thì rất là dễ. Ở bên cái plain card này này, tức là một gói cước thì chúng ta muốn sử dụng lại, chúng ta export default plain card. Ở bên này mình using import lại. Đây, import plain card from.plain card có nghĩa là thư mục gốc hiện tại của cái pricing page này này. Nó gọi đến cái plain card. Ok. Đấy, thì sau đó chúng ta chỉ định vào đây thôi. Chúng ta gọi đến cái div này, class container payroll này, sau đó map này, plain index này, key này. Rồi chỗ này mỗi cái này là class gọi là cục đến bootstrap và 3.3. plain có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ truyền chúng ta gọi đến cái plain card và chúng ta mỗi truyền một cái plain vào đây. Đấy, thì trong cái plain này chúng ta sẽ có gì? Đấy, một cái plain plain card này, plain này. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ duyệt qua plain plain card là đây nhá, các em nhìn nhá. Plans.map có nghĩa là nó gọi đến cái danh sách này và chấm map này, còn để nó duyệt qua từng phần tử một. Đó, thì trong mỗi phần tử chúng ta sẽ gọi mỗi phần tử là một cái plan và chúng ta sẽ truyền mỗi phần tử đó. Mỗi phần tử đó là bao gồm cái gì ạ? Là một cái khối đối tượng như thế này. Đây là mỗi phần tử. Chúng ta truyền từng cái phần tử này vào trong cái gì các em? Cái plan card, nó truyền vào đây đúng không? Truyền vào đây nha, plan card truyền vào đây. Ok, mỗi phần tử nó sẽ truyền vào đây. Đó, sau đó nó hiển thị ra đây và chúng ta sẽ có danh sách. Như vậy này, bây giờ cô tóm tắt lại nội dung chính nhá. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau này. Thứ nhất là các em vào file index.html suộc thì các em tạo một folder mới tên là component. Trong component này, bài hôm trước thì cô đã hướng dẫn các em dùng user list rồi đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có là các em tạo thư mục mới, cái file mới là plan card này và pricing page. Đấy, thì cái pricing page này thì có thể các em code trước giúp cô cái constant này đi để tạo ra cấu trúc dữ liệu. Đấy, sau đó các em code vào phần plain card này. Đấy, sau đó các em lại code tiếp vào cái phần ở phía dưới này của pricing page nha. Và các em luôn nhớ rằng phải export ra giúp cô. Đấy, thì như vậy là mình sẽ có cần thư viện nào, CSS và JavaScript thì chúng ta sẽ để trong file gì các em? Public index.html nhá. Nếu mà viết thêm CSS, chúng ta vào app.css. Nếu mà muốn gọi component gì, chúng ta sẽ vào component chúng ta gọi ra. Còn nếu không muốn gọi nữa thì chúng ta chú thích lại giống như cái user list. Đây, cô đã chú thích lại, đúng không?
Và trong mỗi component thì chúng ta sẽ tạo thành hai cái cơ bản. Đấy, cô hướng dẫn các em làm rất đơn giản, đó là thứ nhất là plan cả, thứ hai là pricing list. Đây là cái component, có nghĩa là một cái phần tử chúng ta định nghĩa như thế này, còn đây là chúng ta định nghĩa danh sách phần tử. Tại sao lại thế? Bởi vì danh sách phần tử chúng ta sẽ, ví dụ như bên cạnh cái component phần tử con, chúng ta có một cái hiển thị tổng, ví dụ như là tổng ra số lượng các phần tử hoặc sắp xếp gì gì đó. Đấy, cấu trúc chúng ta phải khác đi. Trong trường hợp này cấu trúc này rất là đơn giản, chúng ta liệt kê ra các phần tử nha. Rồi, ok. Và xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở trong các cái phần hướng dẫn khác. Cô search ra đây một chút rồi để cho các em tìm kiếm cho nó dễ. Trong bài này thì cô quên mất có sử dụng một chút cái ký tự đặc biệt ấy. Các em để ý nhé, trong này chúng ta có sử dụng cái ký tự đặc biệt dấu gạch với cả cross này. Nếu mà trên máy Mac thì các em ấn là phím Ctrl, cam măng và dấu cách. Đấy. Sorry, cam măng Shift và dấu cách. Cam măng Shift và dấu cách. Hoặc có thể máy các em sẽ đánh là Ctrl, Command, CMD ấy, và cái dấu cách để các em ra được cái bảng emotion này nhá. Đấy. Hoặc là nếu mà các em thấy các icon thì cô cũng lấy ở đây thôi. Đó. Nha. Rồi. Đó, dấu cross này. Hoặc là ví dụ như là các em muốn thấy lấy các icon ở đây. Còn trên Windows thì các em sử dụng cái phím là Windows biểu tượng như này. Đấy, cộng với cả dấu chấm nhá. Đấy, hoặc là có máy là Windows cộng với cả chấm phẩy. Đấy thì tùy các em nhá, để các em lấy ra được cái biểu tượng icon phù hợp. Đó. Rồi, thì trong cái phần vừa rồi là cô hướng dẫn tạo ra một cái pricing list, và sau cái phần nội dung này thì các em hãy vận dụng để làm cái pricing list cho, hoặc là vận dụng cái pricing list này làm cho cô một danh sách các cái sản phẩm, hoặc là danh sách các cuốn sách, hoặc danh sách các cái gì đó, hoặc là danh sách các sinh viên, học sinh mà các em yêu thích. Thì nhưng mà thì các em phải vận dụng được cái tư duy component vào, và các em sẽ đưa ra cái định dạng theo cách của các em nhé. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.